Xin chào tất cả các bạn đến với kênh giải trí Nam Bộ Phim TV. Mình là Trần Thảo. Và mình là Hậu Gaga. Nhân dịp Nam Bộ Phim đang chạy chương trình Brand Quick cho tuần lễ thương hiệu John Paul Gaultier, Thảo đã rủ Hào làm cái topic lần này. Và Thảo nghĩ rằng là topic này sẽ rất là nhiều bạn thích. Đó chính là nếu như là bạn thì mình sẽ yêu thích và lựa chọn sử dụng mùi hương nào của thương hiệu này. Và chúng ta hãy cùng nhau vào luôn. Let's go. Nói về thương hiệu John Paul Gaultier là một nhà nổi tiếng làm về những cái mùi hương nó kiểu rất là gợi cảm nè, thu hút, sexy rồi tiệc tùng, đúng không Hào? Nó rất là nhiều tính từ để mà miêu tả. Thảo thấy Hào xài cũng nhiều nước hoa thì cho Thảo hỏi là mình thích nhất mùi hương nào của nhà. Thật ra cái chai nước hoa mà thích nhất của thương hiệu này đã bị discontinued ngưng sản xuất rồi. Nó cũng là thuộc cái dòng đó là La Mer luôn. Cái hồi cái chai La Mer Essence, cái chai đầu tiên mà họ sử dụng cái form dáng kiểu vạm vỡ như này, như là chai thủy tinh á, mà mùi kiểu gỗ thơm lắm. Nhưng mà nếu mà so với cái dòng những cái sản phẩm hiện tại bây giờ thì có lẽ là sẽ chọn cái mùi này, La Mer Le Parfum. Cái chai này. Nói chung thì hồi trước giờ Hào không phải là fan của La Mer bản gốc cho lắm, bởi vì cảm giác nó hơi bị, nó ra mắt cũng lâu rồi á, cho nên mùi hương đó Hào cảm giác nó hơi bị cổ một xíu, hơi trưởng thành so với Hào, hơi trưởng thành, đúng rồi, hơi già. Gu của Hào là thích những mùi gì nó phải trẻ, nó trưởng thành chứ ai nó già. Quên trưởng thành đấy là mình lên lõm sự quá thì Hào nói không, mặc ý mặc đồ thì cũng hơi trẻ trâu một chút, nhưng mà cái mùi này á thì Hào thấy nó kiểu nó sang, nhưng mà nó vẫn có đúng cái chất của cái Jean Paul Gaultier, nó là phải hơi một chút gì đó, nó lạ lướt, nó hơi bad boy. Nó nhớ là Hào rất là thích những chai nước hoa mà có mùi nốt hương iris. Mùi của hoa diêm vĩ. Diêm vĩ đúng rồi, mùi hoa diêm vĩ, thì Thảo nghĩ là đây là một trong những chai nước hoa mà có mùi hương hoa diêm vĩ, cho nên Hào thích vậy thôi, đơn giản. Đơn giản, nói chung là mùi vẫn có những cái nét đặc trưng của dòng La Mer trước, như là lavender nè, chung như rồi thêm mình có những cái mùi nó sẽ hơi aromatic một chút, nhưng mà cái thêm là có một chút phấn phấn của iris, nên Hào rất là thích cái mùi này. Vậy những mùi hương còn lại thì Hào thấy thì sao? Ví dụ như dòng La Bâu đi. Là bao thì Hào sẽ thích phiên bản này hơn, phiên bản gốc, bởi vì có mùi dừa. Mùi dừa em này Hào nghĩ nó cũng theo một cái hướng, nó cũng kiểu là mùi tiệc tùng, cũng nóng bỏng, trẻ trung. Nhưng mà chắc hẳn Hào nghĩ nếu mà so sánh giữa La Mer, dòng La Mer Le Parfum với lại chai này á, thì Hào thích chai kia hơn, nhưng mà nó về độ trẻ thì con này sẽ trẻ hơn. Đúng rồi. Nhưng mà con này nó rất là tươi. Con này nó ngọt nhưng mà kiểu nó rất là vừa phải, nó không có bị ngọt ngáy á, cho nên nó kiểu nó tươi. Cho nên Hào thích là thích ở cái điểm đó. Chứ còn mà dạo này kiểu như thời tiết Sài Gòn mình ở mình lúc nào nó cũng nóng quá, cho nên xịt mùi ngọt quá thì nó cũng hơi ngán. Thảo thấy cái điểm chung của những chai nước hoa này là ngoài ngọt ra thì cái độ lưu hương nó có tốt không? Tốt mà, tốt. Trời ơi, nhà cho mua xe thôi khỏi chê luôn á. Tại vì Thảo thấy là độ lưu hương cũng tùy cơ đĩa, chứ không phải cứ ngọt cứ nồng là nó bám hương cao đâu, đúng không? Nhưng mà đa số thì có vẻ là kiểu như cũng khách ở Nam Bộ Phim cũng có feedback lại nói là đa số là nước hoa của Jean-Paul Gaultier họ đều thích, như là Hào nghĩ là mặt bằng chung người Việt Nam đều thích cái thương hiệu này, bởi vì là nó mùi tỏa tốt nè, nó còn lưu mùi tốt nữa. Nhưng mà lên giá Hào thì cũng hơi xui thiệt. Mà Thảo thấy không, cái này cũng theo tâm lý thiệt. Tại vì bây giờ mà mình mua nước hoa thì ngoài cái đúng gu mình ra thì cái độ lưu hương nó cũng rất là quan trọng. Đúng, thường mọi người hay hỏi là em có chai nước hoa nào mà lưu hương lâu không? Cũng có hay hỏi vậy. Vậy còn Thảo thì thích chai nào nhất? Scandal Eau de Parfum. Vì bài gốc thì mới nhất là cái chai mà Thảo vừa review luôn á, là chai Scandal Eau de Parfum nè. Và lúc mà vô cửa hàng mà chuẩn bị quay cái topic này là mọi người, là Thảo cũng có hỏi thử các bạn nhân viên là em ơi chai này khách có thích nhiều không? Bạn ấy nói là trời, chai nước hoa này là phiên bản mà khách thích lắm luôn, dạo gần đây mua nhiều. Tại vì Thảo biết rồi đó, John Paul Gaultier là thương hiệu là rất là hút khách về cái kiểu packaging rồi. Đúng rồi, về cái ý nghĩa của nó nữa. Mà ngoài ra là Scandal là cái dòng mà đã có fame sẵn rồi, cho nên bây giờ mà cứ mỗi lần có một cái flanker mới thì Thảo nghĩ là khách hàng người ta sẽ rất là đúng rồi thử, và để ý. Và khi đã thử thì Thảo nghĩ là chốt đơn luôn, tại vì thật sự là nó vừa mới mà nó vừa có một cái ADN của Scandal nữa. Và trong cái tuần lễ thương hiệu này á thì ngoài Scandal nữ ra thì mình cũng có Scandal nam nè, thì mình có hiện tại là có hai cái flanker ha, Scandal với lại Scandal Le Parfum. Le Parfum đúng không ạ? Thì Thảo nghe nói là Thảo thấy Hào cũng khen cái chai Le Parfum này dữ lắm nè. Thật ra mùi nó hơi xem nhau, nhưng mà nói thẳng ra thì Hào sẽ thích bản Le Parfum này hơn. Bởi vì là bản Le Parfum lên nó mượt hơn, nó đỡ bốc mùi hơn. Còn nếu bạn nào mà thích xôi thịt thì có thể thử bản gốc nha. Nói chung cả hai được bán tỏ được rất là tốt. Quá trời là sự lựa chọn luôn. Thảo rất là thích cái thương hiệu này, tại vì biết sao không? Một trong những lý do mà Thảo thích thương hiệu này là có giữa nam và nữ là cân bằng giữa mùi hương. Thứ nhất, thứ hai là trong mỗi cái trường phái là sẽ có thêm nhiều cái flanker nữa, tức là mình sẽ có rất là nhiều sự lựa chọn trong một thương hiệu.
hiệu. Tại vì cái này thì Thảo nghĩ là cũng tâm lý chung á, đúng không? Mình vô mình có nhiều sự lựa chọn mình cũng thích. Dạ. Thì ở nam á thì mình có là Belle, là Bow, rồi Scandal. Thì nữ cũng vậy, cũng có là Belle, là Belle, là Parfum nè mọi người. Nhưng mà nếu mà bạn nào mà thích cái phong cách mà kiểu sầm điệu mà trẻ trung mà theo kiểu hiện đại như bây giờ á thì mình chọn cái Scandal ha, có rất là nhiều. Hồi nãy Thảo có nói là thích cái đẹp đúng không? Ừ. Thì bây giờ Thảo thấy trên bàn này là cái nào mà đập vô mắt Thảo? Mấy cái này, mấy cái hộp này. Cái hộp đẹp quá ha. Trời ơi mọi người xuất sắc. Trời cái này ăn thì cái hộp nè. Game set bình thường mấy hãng khác họ thấy là đa số là kiểu như hộp giấy bình thường, còn này là hộp thiết luôn. Hộp thiết luôn mọi người, nhưng mà mọi người cũng biết là đó, khi mà mình sở hữu một chiếc game set á thì nó nhiều sẽ thứ. Được bố bố mình mua một được hai được ba, ví dụ như cái set Lamel này nè thì mình sẽ có một cái chai nước hoa full size và một cái sữa tắm. Cái hộp này thật ra Thảo thấy lúc mà mình bung cái này ra mình cũng có sử dụng được, mình đựng đồ trong gia đình. Đẹp mà ha, đẹp, đẹp. Trưng. Đây là chương trình kèm rất là đẹp. Đó, đó. Và ngoài ra còn rất rất là nhiều cái sản phẩm gift set khác ở trong thương hiệu Trotto Gaultier. Thì cái mà mình đáng kể đến hết đó chính là mini size. Trời ơi, cưng cái gì mini không cưng hết mọi người mà mình coi. Cái này là đam mê mini size nè. Nè, đó. Thảo thì Thảo luôn luôn mua những nước hoa full size. Tại vì thích xài nhiều mà, thế là xài nhiều mình thấy tiện. Còn Thảo là rất là thích sưu tập mini, kiểu, có mini đầy nhà. Thì tụi mỗi người mỗi sở thích mà, mình thích cái gì nó dễ thương ha. Thì nhân tiện đây là trong tuần lễ thương hiệu của Nam Parfum á, thì Thảo và Hào cũng muốn chia sẻ với các bạn về những cái gọi là đặc quyền khi mà mình sở hữu những sản phẩm ở trong thương hiệu Jean Paul Gaultier từ ngày 1 đến ngày 8 tháng 10. Đúng rồi, thì khi mọi người mua tất cả những sản phẩm của Jean Paul Gaultier thì mọi người sẽ được auto giảm 10% đó nha. Với hóa đơn từ 1,5 triệu thì các bạn sẽ được tặng một voucher trị giá 300.000 áp dụng cho cái hóa đơn lần sau, đồng thời là được tặng một ống vial tùy ý nha, mùi nam hay mùi nữ thì tùy các bạn chọn. Còn đối với lại hóa đơn từ 3,5 triệu trở lên thì các bạn sẽ được tặng một cái mini. Đây, mini là Thảo có chia sẻ là các bạn cũng tùy ý lựa chọn ha, mùa nam hoặc là mùa nữ. Hoặc là các bạn sẽ được lựa chọn một chiếc túi của hãng thì các bạn có thể sử dụng để mà đi tập nè, đi du lịch nè. Và đồng thời là kèm theo đó là một voucher áp dụng cho hóa đơn lần sau. Thì chương trình này sẽ kéo dài từ ngày 1 đến ngày 8 tháng 10 năm 2023 tại tất cả các cửa hàng của Nam Parfum nha các bạn. Cho nên là nhanh tay thì còn, chậm tay thì hết quà. Bây giờ Thảo với Thảo là muốn nghe mọi người biết đó là mọi người thích chai nước hoa nào nhất của nhà Jean Paul Gaultier. Cho nên mọi người hãy đừng ngần ngại và comment cho bọn mình biết nha. Và đừng quên like, subscribe kênh giải trí Nam Parfum TV để đón xem nhiều chủ đề hay hơn từ bọn mình. Mình là Trần Thảo và mình là Hào Gaga. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những vlog sau. Bye.